Và đây cũng là một trong những lý do anh mới hơi hơi tự tin xíu đứng lớp. Tại vì sao? Nếu một người mà bước vô thị trường mà chưa đi qua được ít nhất là hai cái giai đoạn ha, thì không thể nào và có cái gì để nói được. Và nếu không có bỏ tiền thiệt xuống để mà đầu tư á, thì cũng không có cái gì gọi là có cảm xúc đó để mà share hết. Đấy, thì ở cái box đầu tiên anh share với em á, là cái năm này là năm ngoái lúc anh mới vô luôn, thì thị trường cực kỳ vui luôn. Hết cái đoạn này á thì anh may mắn là anh nghe lời cái này là bạn của bạn anh, em thấy là mất 21 tỷ, ok, người 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 Việt nha. Cái này là con Vì mấy Luna, người giống con Luna này. Luna Terra, là hai cái keyword của năm nay, năm 2022 này. Tại vì nó, thì cái đám bạn mà anh chơi á là nhiều thằng nó thấy nó rất như vậy thì phải kiểu nào nó cũng giật lên cái nên bay vô định mua rồi là bắt đáy ăn ăn ăn, ai ngờ bắt đáy sau cái nó chết luôn, nên là một bài học khá là đau thương cho tụi anh đấy. Nên phân bổ cái portfolio của em là một trong những cái gọi là chiến lược khá là quan trọng, là chiến lược thứ hai ha. Chiến lược đầu tiên vẫn phải là chọn chọn mặt cưỡi vàng, mà thậm chí chọn mặt cưỡi vàng trong trường hợp này đi nữa cũng khá là gọi là mình bị bất ngờ luôn á. Tại vì Luna với lại cái đồng USDT mà USD Terra của nó đó là nằm trong top 20 của thị trường luôn mà nó vẫn rớt. Như vậy là những cái safety measurement của em lúc mà nếu mà em làm bài tập phía sau á là nó banh hết luôn, mình không ngờ như vậy đấy. Sorry anh. Anh đang xài hai màn hình đúng không anh? Em thấy hai màn Không, hình. không, tức là anh xài một màn hình nhưng mà bên trái là anh đang share PowerPoint, bên phải là anh để một cái website, thì bên Dạ, phía em bên thấy. tay phải á, em thấy chữ nó còn đọc được không hay là chữ rất là nhỏ? Dạ được, em để em sát màn hình luôn mà. Ok, tại vì cái màn hình của anh nó hơi cái độ phân giải nó hơi cao cao xíu, nên là nếu mà chia màn hình ra thì sẽ hơi khó chịu một chút. Ok, thì hồi nãy coi như là mình break the ice rồi. Anh không biết chị là đó đối với em thôi, còn anh á thì anh không biết chị cô ấy có giới thiệu sơ về anh chưa hay là em có check background của anh chưa? Dạ chưa, em chỉ thấy trên Signal thì Chloe có giới thiệu với anh là master cái mạng crypto này. Master về degree thôi chứ không phải master về crypto ha. Chị Chloe hay quăng, chị Chloe hay quăng bom lắm. Ok, thì anh hiện giờ đang là data analyst cho công ty ZipMax. Ok, công ty ZipMax là một cái sàn của là một công ty được đăng ký ở Singapore và có số lượng người đông đảo nhất là ở Thái Lan, và coi như là headquarter là nằm ở Thái Lan luôn. Không, tiếp đó thì bọn anh có hoạt động ở Indonesia, Singapore và ở Australia. Ok, nếu em mà có tìm hiểu về cái sàn ZipMax này nè, thì đâu đó năm ngoái CEO của bên anh cũng có kế hoạch để mở về Việt Nam, nhưng mà tại vì bên anh có bị dính với một cái gọi là ná ná như là financial crisis á, nên là cái plan đó bị delay. Ok, anh bắt đầu công việc này á là từ tháng 3 năm ngoái, nên tính ra cái exposure của anh vô crypto á là chỉ tính được là có 1 năm 8 tháng thôi đấy, nên là cái approach của anh vô những cái vấn đề mà tới crypto á nó rất là basic, và kiểu như là cái learning curve của anh đối với mọi người á sẽ là với lại cái point of view của anh á là dành cho những người mới vào thị trường ha. Rồi mình sẽ truyền đạt lại những cái mà anh đi trước mọi người đúng 2 năm thôi, anh sẽ truyền đạt lại cho những người ít hơn và những người không biết gì hết. Cái đó là cái standpoint. Còn nếu mà chẳng hạn như là em mà đã đầu tư vô crypto chừng 5 năm 10 năm giống như một số người bạn của anh á,
thì coi như là em gần như là out trình của anh luôn đấy. Cái phần duy nhất mà anh có lợi thế hơn đối với bọn em, nếu mà trong trường hợp em là experience investor đó, thì là anh sẽ train nhiều hơn về cái sàn giao dịch, tức là những cái dính dáng tới data của sàn, thấy không? Ví dụ như đối với bên bia bọn em thì một tháng bán được bao nhiêu thùng, thì bên anh á, thì sẽ là một tháng user họ trade được bao nhiêu tiền đó, thì đại loại như vậy đấy. Rồi tại sao anh đi vô crypto này á, thì đơn giản là anh hiện giờ đang sống ở Thái Lan ha. Vợ anh là người Thái luôn, thì anh làm việc ở Thái nên là anh chỉ kiếm việc ok ở đâu có job tôi nhảy vô chỗ đó, chứ interest của anh vô crypto là zero tại thời điểm anh apply vô cái lĩnh vực này. Lúc họ mướn anh á, họ chỉ hỏi đơn giản là mày có làm được Excel hay không, mày có làm được SQL hay không, làm được hai cái đó ok chạy vô đây làm, còn lại để là công ty họ train hết đấy. Requirement đơn giản vậy hả anh? Chính xác, nên nên mọi người là hay bị cái từ crypto với lại blockchain nó tức là mình bị khựng lại đó em, tại vì ví dụ như em làm forecast bên 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 bia thì em chạy qua crypto em forecast làm sao, ví dụ như anh đưa số cho em á, thì cái điều đầu tiên mình khựng lại là ở gì hai cái này hình như nó khác nhau xa quá, mình không có relate lại với nhau được. Nhưng mà thực chất bản chất vấn đề nó vẫn là em xài cùng một cái phương pháp forecast, nhưng mà chỉ khác cái là khách của em là khách này là họ xài họ họ trading crypto rồi họ giao dịch bằng crypto thôi đấy. Đấy là đối với những sàn mà có cái thâm niên nó thấp, sàn của anh chỉ bắt đầu hoạt động từ năm 2017 18 trở đi thôi đấy, nên là gọi là sàn còn non lắm, ví dụ tính về thứ hạng nào rồi kia là ở tầm thấp chứ không phải là sàn xịn như là của Binance nhé. Nếu em cầm cái skill giống như nãy nói là làm Excel làm SQL vô Binance thì em phải cố gắng rất là nhiều để em có thể trụ được trong đó, nhưng nếu em cầm cái skill set giống như là data không á mà em đi làm cho những sàn nó ở mức tương đương hoặc là có thể là khoảng là 1-2 năm già hơn á, thì vẫn được đấy. Với lại tùy tùy cái team em cho vô nữa, tại vì bên sàn anh có những team là nặng về crypto đi thì họ sẽ nghiêng về liquidity trading, là ví dụ như liquidity là mình phải làm sao là đảm bảo cho cái số lượng tiền mặt và cái số lượng coin nó ở một cái mức tốt nhất để khi mà cái bên bán với bên mua họ cân đấy, thì cái đấy nó lại nằm ở một cái lĩnh vực khác nữa trong crypto, nhưng họ vẫn cần input của data, tức là họ họ sẽ không bắt anh làm là ơi mày tính cái liquidity cái sàn cho tao đây, không họ không bắt mình làm vậy, họ chỉ cần nói cho tao cái số balance, cho tao cái số trading, còn lại để tụi tao tự tính đấy. Thì nếu em muốn làm cho một cái sàn á ở cái entry level là data analyst á, thì vẫn được, nên là mình không có worry về cái hướng đấy. Ok. Hình như ở Việt Nam cũng có hai hay ba sàn nữa là cũng là người Việt quản lý, hình như là Coin 98 với lại hai tên sàn nữa, để bữa nào anh đưa cho em thì mình cũng có thể check những cái sàn đó coi coi cái job requirement là gì. Nhưng chút nữa cuối cuối buổi bữa nay anh sẽ đưa cho em cái job description để em đọc đọc thử sao trong ví dụ trong đây nè. Thì em đọc vô họ 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 tuyển em rất là đơn giản nha, em code được, em làm Excel được, em trình bày PowerPoint visualization được, và em có kiến thức thôi nha, họ chỉ cần em có kiến thức chứ không phải là có kinh nghiệm là đã đủ để ngồi xuống nói chuyện với người ta rồi đấy. Nên đó là một cái thứ hai là tại sao mình design cái lớp crypto này cho nó gọi là break the ice giữa một cái người thường với lại một cái người mà tức là giữa người thường khi mà họ nhìn thấy crypto họ sợ họ bỏ đi đó đấy. Ok rồi, trong quá trình học thì có giữa anh với em thì cái graph ở dưới này nó không có make sense nhiều, thì hồi xưa anh là data trainer cho Agoda thì anh train hết tất cả các supervisor và những cái intern vô trong công ty đó,
Thì anh có background về training, anh có cơ hội anh train được nhiều cái gọi là input level, nên trong cái quá trình học giữa anh với em á, dù em cảm thấy ok cái cách mà anh nói chuyện khó hiểu quá, thấy không, hoặc là anh nói mà như nó, hoặc là nó thấp quá so với cái level của em á, thì em thích feedback lại với anh thì để anh adjust lại cho cái buổi tiếp theo ngay tại chỗ, chứ không có để nó gọi là nó nhây tới gần cuối rồi em mới kêu là ôi không hiểu gì hết, thì nó không có, cái buổi học nó không có chất lượng. Ok. Đó thì với lại background của những người này rất là hay nha. Để coi ở phía dưới bên tay phải á, thì cái anh mà cái bạn mà đang đứng đứng ở đây nè, thì bạn này là hồi xưa là intern vô Agoda, mới tốt nghiệp ra trường luôn, nhưng mà bây giờ là project manager của công ty crypto đối thủ của anh, là Bitcup, là Bitcup với lại Zipmax ở Thái Lan là hai sàn lớn. Đấy thì cái entry point của bạn này cũng vậy nè, hồi xưa mình nói chuyện với người ta zero knowledge về 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 crypto luôn, nhưng mà tự nhiên về sau này anh này anh chạy ra anh làm về crypto, mà anh này là project manager. Thử hỏi coi trong vòng 2 năm thì một người mà mới ra trường kinh nghiệm bóng le bóng lét làm gì được trong crypto đấy, thì đây là một cái minh chứng là crypto mặc dù nó trừu tượng, nó gọi là highly manipulated đó, market, thì làm sao những người này làm được, và họ đã làm rồi thì mình không có việc gì mình phải cảm thấy gọi là lăn tăn hết đấy. Ok, so còn cái đó là cái info ban đầu với anh ha. Còn sau khi mà em finish cái lớp này á, thì cái expectation của em á là em sẽ có background về blockchain. Ok, tức là định nghĩa nó là gì, giữa blockchain với coin là như thế nào, giữa coin với lại token nó khác nhau như thế nào. Tại vì hiện giờ những cái keyword này á, ví dụ như em đọc báo em sẽ cảm thấy là em sẽ thấy là mọi người biết tất cả những này là một, coin với token là giống như chen nhau, nhưng mà không phải ha. Blockchain hoặc là cryptocurrency, những cái term, những cái keyword này á, là những cái gọi là entry point mình phải biết để sau này mình lúc mình làm Google á, thì in the end ha, tất cả các cái project mà em muốn nghiên cứu về sau này á đều phải dùng Google hết, chứ mình không có gọi là other sources để mà đi kiếm đấy. Và nếu anh không biết em tolerant với lại cái gọi là personal information như thế nào, nhưng mà anh suggest em tìm cách mở một cái tài khoản crypto ha. Ví dụ như em ở Việt Nam thì hiện giờ chắc chỉ có mở được Binance Việt Nam thôi, thì cố gắng mở được một cái tài khoản bên đó, hoàn tất được KYC này nọ này kia đi, thì em sẽ có được cái gọi là cái touch point đầu tiên về về crypto, và cũng là một trong những cái key job của data analyst trong crypto luôn, đó là user funnel. Tại vì trong lúc mà em registration á, mình có một cái process gọi là KYC, know your customer. Ok, thì nội một cái task này không thôi á, là bên anh có 3 đến 5 người involved trong này ha. Người đầu tiên thì chắc chắn là data analyst rồi, để họ vạch ra ok tháng này tôi có 1.000 người đăng ký, nhưng mà tôi chỉ có 100 người gọi là hoàn tất các cái bước KYC đấy. Như vậy cái vấn đề nằm ở đây là 1.000 với 100 thì không chấm, tức là khoảng 1% thôi. Nó quá ít, như vậy là cái chuỗi ở giữa mình đang bị cái gì, mình bị gọi là mình lost customer như thế nào, thì bắt đầu data analyst bài vô phân tích đấy. Sau khi anh phân tích xong rồi á, thì sẽ có một cái người tiếp theo là người họ dùng cái tool để mà gọi là customer engagement á, họ sẽ send những cái message ra ngoài cho khách kêu ê mày, bạn mới làm tới bước này thôi, bạn vô bạn finish hết đi, thấy không, tôi sẽ cho bạn cái này cái này cái này này đó. Cái đó thì sẽ dính đến customer engagement, marketing, grow này nọ này kia, thì tất cả các bước tiếp theo đó data analyst đều làm được. Đấy.
không? Mà cái này là gì? Không cần knowledge về crypto, chỉ cần knowledge về procedure, knowledge về, không phải knowledge, nó gọi là common sense. Đấy là em đã làm được. Ok, rồi tiếp theo là thực hiện được các giao dịch trên sàn giao dịch, thực hiện những cái transaction trên trên sàn giao dịch ha. Tại sao anh phải nói em làm như vậy? Thì anh show cho em một cái demo bên anh. Ok, thì đây là cái view gọi là mà phần lớn mọi người trong crypto, forex trading này nọ này kia đều phải nhìn vô. Thì làm sao để mà mình thực hiện được những cái giao dịch đó? Tại vì nếu anh em trade forex đi ha, thì hình như cái decimal point của nó là đâu đó khoảng 5 hay 7 gì đó. Nhưng mà đối với crypto á, cái decimal point đối với bên sàn của anh là tới lúc em input vô hình như nó cho tới 0 tới 8 decimal lận ha. Nên những cái bước như thế này nè là phải làm cho nó thuần thục, cho nhuyễn. Thì sau khi em mở mở account xong rồi á, thì bắt đầu anh sẽ gọi là incentivize em vô vô cái con đường này chút xíu, là anh sẽ send một số tiền nhỏ nhỏ vô tài khoản của em. Trong từ đó em sẽ thực hiện những cái bước gọi là transaction trên này để cho gọi là có cái cảm giác là mình đang làm cái gì, rồi cái cách nhìn sàn, nhìn view như thế nào. Ok, và trong Cho em hỏi luôn, cái này là môi trường thiệt hay là môi đang cho môi trường test làm thiệt á em, anh gửi cho em là tiền thiệt luôn chứ không phải tiền giả đâu. Hồi xưa em cũng có lúc em định dấn thân như cái này thì bạn em á mới giờ mới cho em một cái cũng một trang web, mày sorry là lâu em không nhớ, thì cứ kêu là mày vô đây mày test đi, mày test mà mày thấy mày ăn ở trong trong môi trường test rồi hãy nhảy ra ngoài chơi thiệt. Thì đây Ok, test á, thì test bên crypto thì anh sẽ không biết, nhưng mà test bên forex thì có. Mấy cái meta trader nè, em download cái software của nó về, nó cho em khoảng 10.000 đô tiền trả để em transact nó. Nhưng mà trong crypto thì so far anh không không biết là có sàn nào tạo cho em được một cái gọi là fake trading để cho em chơi, nên là gửi tiền thật làm luôn, với lại nó cũng không đáng nhiều hết. Ví dụ như anh gửi cho em, ví dụ anh mua 5 đô cho em bên sàn của anh ha, thì mình sẽ làm những cái bước ví dụ như là transfer out ra ngoài, xong rồi anh sẽ show cho em được là mình mất phí bao nhiêu trong quá trình mình trade như thế nào, rồi cách tính phí của sàn này nó này kia. Đấy thì nó là những cái rất là đơn giản, nhưng mà cái mà mọi người không có ở đây á, là cái kỷ luật lúc mà mình đặt lệnh, mình thao tác. Tại vì ví dụ như mình, nếu mà mình đọc, ví dụ như mình đọc báo hay này nọ này kia thì cứ thích click 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 cho nhanh nữa không, xong đánh cho lẹ rồi hit enter. Nhưng mà ở đây là tiền thiệt nên là bấm tầm bậy bạ là bye bye rồi. Đấy, ví dụ ha, trong trong cái case này anh đang show cho em nè, bên sàn của anh đi, thì những cái cây mà tự nhiên nó nhảy như vậy nè, có chút xíu, dụ giá giá của người ta đáng lý ra là phải ở tầm 700-800 ngàn bạc. Ok, cái sorry em, là cái số anh show ở đây toàn là bằng thái bạc hết, nên để đổi cho dễ thì hoặc là em nhân với một bạc là 600 đồng, hoặc một bạc là 700 đồng, nhân vậy cho nó dễ. Thì tính đây là 800 ngàn, 7856 đấy. Thì tự nhiên có một cái người là nó họ bấm lộn số, họ mua 820. Đây là cái lý do tại sao cái cây này nó chạy như vậy đấy, mà mình đang coi ở mốc 1 giờ nữa nên là nó cực kỳ volatile luôn. Thì mình sẽ làm những cái bước đó, đó là tiền nó ít, nó không có nhiều hết, nên là mình cứ xài vô tư thôi. Với lại anh mua mấy cái đồng này nè, là lúc nó low, tức là plan của anh là sẽ gửi cho mọi người cái đồng gọi là đồng Matic này nè, đồng này khá là rẻ. Thì lúc anh mua nó có hai
nó có 20 bạc thôi. Bây giờ mà anh bán anh gửi cho bọn em là anh lời chứ anh không có lỗ nữa, nên là phải lấy cái này nó chơi được. Okay. Cho Nhất em hỏi ý, cho em hỏi ý nói đi. là ví dụ như em đang chơi chứng khoán, đầu tư chứng khoán, thì có nghĩa là không phải là mình như như em làm đi thì không phải là cứ nhảy vô cái em coi nào là em mua, mà em sẽ có mấy cái bài mà em có nghĩa là mấy cái doanh nghiệp nào em muốn mua thì em sẽ có một bài để em có nghĩa là em ngồi em tính mấy cái chỉ số của doanh nghiệp của người ta, như chỉ số tăng trưởng nè, rồi chỉ số tái đầu tư, nói chung là một số cái chỉ số ROE đồ này nọ, rồi em coi cái mức tăng trưởng của doanh nghiệp trong vòng mấy năm, rồi cái giá của họ, cái giá đang ở thị trường với lại cái giá trị nội tại của doanh nghiệp để ý mà mình quyết định là mình có nên mua hay không. Thì cho em hỏi là nếu mà ở trong crypto này á, hôm bữa em có tự tìm hiểu nhưng mà em không thấy ai trả lời được là mình quyết định mua cái đó dựa trên cái gì. Sao? Vậy là em bị miss hai cái skill. Thứ nhất là keyword em kiếm không có chính xác. Thứ hai á là mình phải hỏi là giữa một người gọi là trading á hoặc là investing, tức là cái vị thế của em lúc em quyết định mua hay bán là gì. Nếu em là trader em sẽ approach nó khác, nếu là em là investor nó sẽ khác Dạ ha. đúng rồi, em hiểu hai cái term này. Thì thứ nhất là cái Google á thì anh sẽ chỉ cho em nó dễ, cái đấy là nó sẽ là cái bài nào ta, cái đó là sẽ là bài tập cho em luôn đó em. Đây nè, ok, thì cái bài này nó còn tút tút phía sau lận, nên là anh chưa có soạn, anh chỉ mới list ra thôi. Xong rồi tới cái hôm đó thì anh sẽ làm demo cho em trước một cái coin. Cái coin này nói chung khá mới, nó tên là Aptos, dụ ra cách đây chưa đầy 2 tuần nữa đấy. Thì anh sẽ thử làm cái bài đó trước, theo anh sẽ follow tất cả những cái step này. Xong sau đó tới phiên em chọn bất kỳ một cái coin nào em thích, thấy không? Xong em bài vô em phân tích thử đấy, và dựa trên những cái step như vậy đó. Thì tại sao anh có được những cái này từ Google mà ra thôi, chứ nó không có phải gì là cao siêu hết. Chẳng qua là em phải biết được một số người, dù trên YouTube họ bàn về crypto nè, hoặc là em follow được những cái người mà họ invest ở trên mạng xã hội chẳng hạn. Anh nói mạng xã hội ở đây không phải là muốn follow ai thì follow đâu. Ví dụ ha, em có thể follow những cái công ty lớn như là Coin, Telegraph, hoặc là những cái nền tảng như là Twitter. Twitter được người dùng crypto sử dụng rất là nhiều, và phần lớn những cái nó gọi là alpha leak là từ Twitter mà ra trước, xong rồi tới YouTube, rồi tới Google News, xong rồi mới tới những cái news kia sau. Đấy, thì cái đó mình sẽ làm ở đâu đó slide 50 luôn, chắc phải buổi thứ tư hay thứ năm gì đấy. Dạ, Tại vì yeah, nó sẽ nằm nó sẽ nằm sau phần data đấy. Anh đặt data trước, tại vì cái target của mình ở đây là dành cho data analyst chứ không phải là dành cho trade, đúng không? Mà bàn về cái vụ mà phân tích cái này á, nó rất là mạo hiểm hai em ha. Tại vì mình phân tích một đằng nhưng mà nó sẽ ra một nẻo, thì đó là vấn đề tiếp theo anh muốn share với em, là anh hỏi em luôn là giữa một cái người người investor hoặc là trader theo hệ tâm linh và một người trading theo cái hệ gọi là cực kỳ có kiến thức, em nghĩ người nào sẽ có cái gọi là ROI tốt hơn? dạ thì cái người có kiến thức tốt hơn hệ tâm linh là theo tổ tiên mách bảo ra, em sợ nhất là vậy luôn á. Ok, thử ha. Common Ở đây nó không có ra kết quả rõ ràng. Nhưng theo anh gọi là nghe này nọ này kia cũng khá là nhiều á,
Thì đối với một người có kinh nghiệm tốt trong ngành á, thì cái ratio earning của họ nếu mà chỉ cần lớn hơn 51% thôi được coi là successful. Đấy. Nên anh nghe cái số 51% á, thì anh nói thôi đi hệ tâm linh đi, là đứng ở góc độ của anh nha, cái này rất là personal luôn, nó không có không phải là gọi là lời gọi là insight gì hết á, nó là personal của anh. Thì thứ nhất là hệ tâm linh là một, thứ hai là cái vị thế của em là phải ở góc độ là người investor, tại vì người investor họ không có bị áp lực kiếm lời gọi là trong khoảng 1 tuần 2 tuần, mà investor ở đây họ nhìn ở góc Long độ là từ 1 năm trở lên đấy. đúng rồi, Long term thôi, chứ còn chứ còn đi ngắn mà đã tâm linh thì thôi chỉ có thua. Ok. Rồi tiếp cận các thông số sàn giao dịch này á, thì nó là cái những cái bài tiếp theo. Ok, rồi các cái công việc ở đây thì anh chỉ list sơ sơ ra cho em để coi link nó còn chạy được không ta. Coi. Oh my god. Những cái job này chút nữa em có link em sẽ vô em đọc sau. Xong rồi sau đó thì về về mặt gọi là hard skill á, thì mình sẽ làm 3 cái món này. Thì anh muốn hỏi em là hard skill của em là chuyên về cái gì? Excel hay là Power BI hay là cái gì? Skill của em là trước đây là toàn là Excel, VBA đồ này nọ. Còn bây giờ thì em đang upgrade lên thì em đang một phần em upgrade lên cái Power BI với lại Python. Wow. Nhảy một hơi từ Excel lên Python luôn. Quá dữ. Python em Tại học được vì bao lâu rồi? em học được khoảng 6-7 buổi rồi. Hôm nay là em nhận final rồi chắc. Ồ, với mentor My luôn á hả? Với cô ấy luôn hả? Dạ đúng rồi Hay anh. là Dạ, wow. với Bình. Ok, anh có coi một số lớp của Bình. Anh cũng đang học theo lớp đó, nhưng mà anh không có duyên với lại coding nha. Ok. Step step back a little bit là ấy ý là sorry. Anh nói chuyện anh hay mix tiếng Anh vô, em Không có sao, em không follow được sao anh. không? Dạ được, dạ được, À không sao anh. được Dạ. đúng không? Ok. Cái background của anh không phải là coding ha. Background của anh là commercial bank management, tức là học theo nghề của cha chú rồi để đi về Việt Nam đi làm á. Nhưng mà cuối cùng rồi nó đưa đẩy cái anh bay qua đây, thì SQL là anh tự học trong công ty bên Agoda. Ok. Xong sau đó anh chạy qua anh dùng Tableau. Thì cái mảng Tableau là nó sẽ là Tableau, Metabase, Power BI, Qlik là Qlik á. Rồi mình có ThoughtSpot, tức là cái về visualization thì nói chung là nó tương đối dễ. Power BI anh cũng cố gắng đeo bám, nhưng mà chủ yếu đeo bám là để trong trường hợp nếu mà em muốn cái lớp này design theo hướng Power BI thì anh sẽ làm theo hướng đó. Nhưng mà anh muốn hỏi em luôn là em thích đi cái, tức là em muốn train theo cái skill nào? Em muốn học SQL chút xíu cho biết, hay là em muốn gọi là học cái workflow, cái mindset lúc mà mình approach cái data của sàn thì xử lý nhanh nhất là bằng Excel đấy, hoặc là em muốn vừa học những cái metric của sàn xong em muốn practice thêm Power BI hay là sao hết nha? Tại vì cái lớp của anh nói chung là anh khá là mở. Nếu nếu mà cá nhân view của em thì em thấy là nên đi theo cái basic thôi. Tại vì từ Excel thì có thể là nếu mà kiến thức gì Power BI thì có thể translate qua bên Power BI, nhưng mà at least là mình phải nắm vững cái basic của nó. Nó common hơn cho mọi người hết thì em nghĩ là Excel. Rồi thế thì càng dễ. Data wise thì anh đã chuẩn bị xong rồi. Nôm na là em sẽ có khoảng 1 năm data từ sàn của anh. Những cái metric, tức là những cái key metric giống như là anh sẽ cho anh coi sơ sơ qua luôn. Chấp 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 work
đâu rồi ta? Ê, hình như chưa đâu vậy. Anyway, anh sẽ lấy data gần như là thật, tức là em sẽ có khoảng khá là nhiều ha, một năm data và nói chung khoảng tầm hơn 10 triệu dòng. Ok, thì mình sẽ cố gắng mình handle cái này, với lại lúc mà em handle thì em sẽ thấy được là một cái thằng data analyst giống như anh á, lúc anh bật mấy cái file này lên cái là máy móc bắt đầu nó chết lên chết xuống đấy, thì mình cũng experience luôn. Nhưng mà anh không biết cái máy của ở nhà em như thế nào, em xài Mac hay Windows hay là gì, cái đó anh cũng không biết. Thì mình sẽ Sorry. Sorry anh, em đánh giá thấp rồi. Em nghe 10 triệu dòng là mở Excel là em thấy máy nó đứng vậy anh. Nếu mà vậy thì mở từ SQL. Máy. No, no, cái đấy là số tổng, ok. Thì data analyst là ai cũng phải làm như vậy hết, đúng không? Em làm cho Heineken thì cái transaction tính theo tháng của em cũng tầm đấy thôi, đúng không? Thay vì em Nhưng mà tính bằng hậu. tụi em có cái pool anh, tụi em có cái data warehouse để tụi em query nó ra, thì tụi em không có cần phải lấy nhiều vậy, mà tụi em có thể narrow down lại. Chính xác, đấy thì đấy là một trong những cái mình phải suy nghĩ trước khi mình rời vô cái đám data này. Sorry, chó sủa. Không sao anh. Thì đấy, có một cái thực trạng như vậy nè, anh không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Thái lúc mà anh đi làm á, thì có một số bạn data analyst á, họ gọi là họ ôm hết vô người lúc mà mình handle data. Họ không có gọi là aggregate, tức là lấy chi tiết từng transaction từng giây một luôn đấy, nên là làm như vậy thì chỉ có hại cho bản thân chứ không có lợi lộc gì cho cái công việc của mình hết đấy. Nên là mặc dù anh đưa cho em rất nhiều metric đúng không, nhưng mà thực sự lúc mình đi vô mình phân tích, mình phải nhìn cái bảng Excel đó, mình thấy cái nào cần xài, cái nào đẻ ra tiền được, cái nào trình cho sếp được. Nói chung common sense, ok. Thì anh nghĩ cái đoạn này thì cũng không cần phải train em nữa, tại vì em đã đi làm rồi đó. Nên mình ok, mình sẽ focus vô Excel. Sorry anh, em nghĩ là anh phải anh có thể share thêm một cái tip, tại vì em nghĩ là ở mọi cái domain knowledge á, thì nó khác. Ví dụ như em làm về cái công ty này thì em biết là cái loại data hay là những cái insight hoặc là những cái gì đó nó sẽ useful cho mình để mình có thể query để mình làm analysis trên nó, mình không cần lấy những cái data rác. Còn về cái blockchain cái này, cái crypto này thì tụi em không có kiến thức gì hết trơn á, thì nhìn vô đó thì phải nhờ anh là chỉ cho tụi em là những information nào hay là những cái gì đó mình cần phải focus vô để mình hiểu, ví dụ như mình hiểu trend hay mình hiểu cái tần suất hay là gì gì đó, đúng không ạ? Chứ tụi em đâu Nhiên có biết được. thì tất nhiên, nhưng mà guarantee là anh phải chỉ, nếu anh không chỉ anh dạy làm gì, đúng không? Nhưng mà ý ý anh nói ở đây á, là cái cách mà anh approach một cái vấn đề á, là mình đứng ở một cái point of view là của một người mới ha. Mà một người mới á, thì thứ nhất, đối với bên anh lúc anh vô công ty á, họ không có training nha, ngoài ngoài cái background của anh là data vô, không có ai train anh về crypto hết. Và hên cho anh là sếp của anh nó nắm tay anh đi cũng được mấy tháng đấy. Nhưng mà phần lớn là mình đều phải sử dụng cái common sense của mình, những cái gì mình học được ở công ty trước, những cái gì mình đọc được ở ngoài, bắt đầu mình sẽ bưng vô. Nên mình sẽ cố gắng mình digest ra một những cái graph tiếp theo á, anh sẽ show em cái bước đó. Thì cái đấy là bước thứ nhất để cho mình gọi là mình cố gắng mình tới gần nó hơn một chút xíu. Rồi sau đó anh đứng lớp thì anh sẽ nói ok, common sense của em xong rồi ha, là em cái approach của em nó good. Sau đó bắt đầu mình mới đi chiên vô mặt knowledge là cái gì mình phải check đấy. Nên là no worry, anh sẽ đi với em cái đoạn đường đấy. Ok, còn đây là cái phần gọi là
cái syllabus ở đứng ở cái góc rộng ha, thì bữa nay buổi buổi đầu thì chủ yếu mình ngồi mình review với nhau một chút xíu. Anh FYI cho em một số những cái information ha, mà bắt đầu qua những cái buổi tiếp theo á, tức là từ cái tiếng thứ hai, tức là tuần sau á, là bắt đầu mình học demo, tức là bắt đầu mình intro vô crypto luôn. Thì bữa đó nói chung là hơi chán, thì em học là gì, định nghĩa người này nọ này kia, nó hơi nhàm chút. Nhưng mà sau đó là từ tiếng thứ ba thứ tư trở đi á, là bắt đầu mình sẽ làm việc với lại data nhiều hơn. Thì như em thấy ở đây á, là nó chạy tới 4 tới 8 tiếng lận, tức là tùy xem là nếu em hỏi anh nhiều, em có những cái câu hỏi khó hoặc là mình interact nhiều á, thì nó sẽ lên tới 8 tiếng. Nhưng mà em show được cái progress của em là em vẫn, tức là em tiếp thu được nhanh á, thì học rất là lẹ, đúng không? Rồi sau đó nếu mà anh với em không thôi á, thì mình bắt đầu đi qua cái tokenomics, tức là cái list mà dài dài hồi nãy bằng tiếng Việt anh show cho em á, thì mình sẽ làm cái đó. Tức là anh sẽ half an hour đầu anh sẽ present em cái cách mà mình approach vô những cái coin bất kỳ, và half an hour tiếp theo á là bắt đầu anh sẽ guide cho em là ok mình nên chọn những cái coin nào để mình tự làm bài tập đấy. Rồi bữa tiếp theo là em chỉ present cái đó thôi. Ok, còn cái cuối này nè, cái cuối này thì giống như hồi nãy em nói là em không có familiar, em không có quen lắm với lại SQL, thì cái Dune Analytics này á, mình sẽ approach theo kiểu gọi là cưỡi ngựa xem hoa, giống như là đi vô coi cho biết và cố gắng sử dụng nó. Tức là nếu em không biết code thì em phải xài cái của người ta build cho mình đấy. Ví dụ ha, cái anh đang share trên màn hình cho em á, thì nhìn vô cái là khựng rồi. Tại vì sao? Thứ nhất, cái trang này á là free. Thứ hai, người dùng ở đây á thì họ build cái này, cái dashboard này á là theo cái ý đồ của người ta, họ không có plan là để cho mình xài, nên là vô là mình tự bơi. Ok, không có ai giải thích, không có ai nói gì hết, những cái định nghĩa này ha có trời mà biết. Nên là ok, thì mình sẽ cố gắng mình digest cái này. Thì nôm na là cái dashboard này chuyên về DEX. DEX gọi là gì? DEX là Decentralized Exchange. Decentralized Exchange nó sẽ khác với lại Centralized Exchange, hai cái khác nhau ha. Thì để anh show cho em một chút xíu luôn. Ok, nó kêu 24 tiếng vừa qua cái sàn gọi là Decentralized á, là có cái giao dịch khoảng tầm 1 tỷ. Ok, thì đối với em á, cái thông tin này nó là useless, tại vì em không biết gì hết, tự nhiên ghi DAX vậy có trời mà biết. Thì bây giờ anh sẽ show em một cái hint tiếp theo, là mình có cái trang này gọi là Coin Market Cap. Ok, cái trang Coin Market Cap này là em gọi là một cái trang em nên familiarize nó, tức là phải làm quen với nó để biết. Hồi nãy nó show cho mình là 1 tỷ trong vòng 24 tiếng. Thì ở trang này á, ngay cái dòng đầu tiên á, nó ghi là trong vòng 24 giờ vừa qua chúng ta có 66 tỷ. Ok, thì ở đây á, tại vì anh nhìn số anh quen rồi, thì anh sẽ biết là ok, như vậy là 1 tỷ này là DEX ở đây á, là Decentralized, như vậy 65 tỷ còn lại là sàn Centralized Exchange. Ok, xong trong cái số 66 này nè, thì ở đây nó sẽ là tổng của tất cả những cái sàn này. Thì em biết Binance rồi, em biết Coinbase rồi đấy. Thì đối với cái Dune Analytics này ở đây á, mình sẽ để nó là phần cuối cùng luôn, nên là tùy em lúc đó coi là em có interest vô mấy cái này không. Tại vì vì sao ha, ngoài chuyện trading của em ra, em muốn kiếm thêm tiền thì em phải bỏ tiền của em qua bên DEX. DEX là sao? DEX là em phải bỏ cái đồng mà em có, ví dụ như là Bitcoin, em phải bỏ thêm một đồng tiếp theo nữa. Ví dụ như cái sàn DEX thì nó cần em bỏ một cặp là Bitcoin với lại USDT. USDT nó giống như là đồng đô la vậy đó. Em bỏ 1.000 đô worth of Bitcoin với lại 1.000 đô worth of USDT. Thì nếu có cái người nào họ sử dụng cái liquidity của em á, em sẽ được earn X percentage trên cái khoản đó. Đấy, thì đấy là cái công dụng của DEX. Ví dụ mình muốn kiếm thêm tiền thì mình sẽ check coi là ok sàn nào nên bỏ tiền vô. Chẳng hạn như ở đây có những cái dễ hiểu như là Uniswap nè, anh biết một tí xíu về SushiSwap hoặc
còn mấy cái còn lại thì anh không biết. Đó. Thấy thấy mơ hồ chưa? Dạ. Phải Cái này chắc phải phải làm sao? à, dạ không, anh interesting nhưng mà chắc tụi em phải đọc sách với lại em tìm hiểu thêm. Nó khó nhằn lắm. Giống như anh code được, anh vô anh đọc data được, nhưng mà bản thân anh lúc mà anh bỏ cái này vô á, chỉ để gọi là FYI cho mọi người thôi, nên là mình sẽ không đặt nặng cái đó, mà cái key là mình sẽ làm hai cái món này. Alright. Kỹ năng kinh nghiệm thì ok, mình đã bàn qua rồi. Một cái mà anh để hồi nãy nghe ở đây á, là cái anh cái career path của anh á, thì anh cực kỳ value cái background của mọi người, tại vì không phải cái tức là background nó không khớp, nhưng mà theo như anh thấy mọi thứ đều có thể translate được qua những cái ngành tiếp theo đấy, nên là ví dụ như nói những cái từ nó cao siêu như Six Sigma này ở đây chẳng qua là gì, problem solving đúng không, quản lý dự án này kia, project manager, thì trong project manager thì em phải biết được flow, procedure, step này kia, thì cái đấy chắc anh nghĩ chắc là em biết rồi đúng không? Mấy cái đó em có background Ừ đấy, thì em có cái này á, lúc em bưng vào bên crypto nó thoải mái lắm, em chỉ cần match đi một số cái keyword là xong rồi. Agile ở đây thì nó cũng là một cái gọi là nó là technical term, nhưng mà Agile thì nó dính tới product development này kia nhiều hơn, rồi hoạt động doanh nghiệp thì khỏi nói rồi, business operation, cái flow KYC hồi nãy anh nói ngay lúc đầu á, nó chính là hoạt động của doanh nghiệp đúng không? Mình cái 1% lúc đầu mà anh nói 100 người ấy, nếu mình tăng lên được 30% thì mình sẽ được bao nhiêu tiền, mình tăng lên 50% mình được bao nhiêu tiền, thì đây là hoạt động doanh nghiệp. Thì những cái đấy không cần phải có kiến thức gì crypto, chỉ cần có kiến thức về là percentage formula này nọ này kia thôi là mình đã nhằn được rồi. Mình cứng ở đây thì khỏi nói đi, cái này trong trường hợp là mình cực kỳ gọi là cuồng về máy móc thì mấy thôi. Ok, tới cái slide này thì giống như là anh nói tới lần thứ ba thứ tư rồi, là cái cách mình translate những cái knowledge mình hiểu qua những cái knowledge mà mình không được hiểu lắm. Cái chart ở phía bên tay phải này, ở đây em thấy có quen không? Tháp nhu cầu của Maslow này nọ này Slow. Dạ. kia. Quá dễ hiểu đúng không? Cái xe hơi thì mình đặt vô chỗ nào? Cái xe hơi thì chắc chắn không phải là sai show logical rồi, tại vì nó không có ăn được, nó không có dính dáng tới mạng sống của mình đúng không? Nó sẽ nằm ở đâu đó là ở phần safety hoặc belonging. Đấy. Rồi iPhone là gì? iPhone là cái để em gọi điện thoại hàng ngày để phục vụ cho công việc của em này nọ này kia. Đấy, nó cũng không có ăn được nên nó sẽ không nằm ở sai số sai sai gì. Nói lẹo lưỡi sai sai logical. Nó không nằm đây, nó phải nằm ở phía trên. Ok. Rồi mình làm tiếp theo cho cái ạc của Van Gogh cũng vậy, ạc thì khỏi nói, ạc thì tất nhiên phải nằm từ lớp trở lên. Ok. Nào, bây giờ mình chuyển cái đó qua crypto thì làm sao mình nhận nó. Ok. Bitcoin giá hôm nay đâu đó tầm 21-22 ngàn gì đó, nhưng mà cái giá Bitcoin mà thời anh mới vô á, lúc đó anh vô là anh đu đỉnh luôn, 60 ngàn. Dạ Ok. đúng. Năm ngoái Anh đu nhiều cái đau đớn lắm em, trời ơi. Để mấy slide tiếp theo kể cho nghe. Ok, Bitcoin là sao? Tự nhiên tôi có một cái đồng, tôi không biết làm gì hết, nó giá quá mắc đi, thì cái box đỏ phía dưới là không 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 thấy xi nhê rồi. Mình còn cái box còn lại, nhưng mà tại vì mình không hiểu gì hết trơn á, nên mình chỉ loại xi được có một box thôi. Nhưng mà sau cái lớp này á, thì em sẽ hiểu được là ok, Bitcoin nó sẽ nằm ở đâu đó trong một cái danh mục đầu tư mạo hiểm của em. Ok. Nhưng cái danh mục đầu tư mạo hiểm này nó có một cái độ ổn định và nó có một cái độ sinh lời tương đối tốt.
so với cái tiền giấy của em. Đấy. Tại vì mình nghĩ như vậy nên nó sẽ nằm ở đâu đó trong cái box safety. Gì? Đúng không? Dạ. Thấy 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 cái lập luận nó có lủng chỗ nào không? Cái này em phải challenge anh nha, tức là mình phải đứng ok giống như một đứa nít nhé. Ê sao bỏ safety chi, cái này mạo hiểm mà chơi safe. Đúng không? Tức là em nghe tới đâu mà em không 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 chặn được á là em phải hỏi nha. Em hiểu cái khúc này nó bên nằm ở bên phần risk management. Dạ, thì dạ. Rồi hết rồi. Dạ, thì mình đang nói đứng anh đang nói trên cái nhu cầu của anh là nó anh đang là investor đúng không? Even là trade luôn. Thì cái đó là những cái mà gọi là trên cái khoản tiền nhàn rỗi. Đúng không ạ? Và mình Yep, đang yep. muốn limit những cái risk của mình. Dạ, Đúng rồi. thì em đang hiểu là như vậy á. Thì Và đấy. khi dạ. Thì cái mô đồ của Maslow nó không phải là khách quan nha em. Tức là cái mô đồ này anh suggest ở đây chỉ là gọi gọi là cho nó gọi là cái ai cũng biết hết thì để mình dễ discuss hơn thôi. Nhưng mà lúc mình học về cái gọi là cái side effect của mô đồ Maslow á, nó rất là chủ quan. Thì đứng ở góc độ của em sẽ thấy như vậy, nhưng mà ở người Đúng khác họ không thấy như vậy, đúng không? rồi. Đấy. Nhưng mà cái Từ cái phần mà safety trở đi nha, có nghĩa là từ cái màu cam trở đi giữa nó thì em thấy là nó different from có nghĩa là nó khác từ người này qua người kia. Từ cái định nghĩa hồi xưa có chính thể xác. là dạ hồi xưa có nghĩa là lúc mà thời thiếu ăn thiếu mặc thì mình chỉ cần mình ăn ngon, sorry, mình chỉ cần mình ăn Rồi. đủ no đủ mặc thôi đúng không anh? Nhưng Đúng mà bây rồi. giờ của mình nó khác thì thành ra nó sẽ khác theo từng thời kỳ và từng cái community nữa, thì thành ra em thấy cái này nó khá là chủ quan, thành ra khi mà anh classify nó vô từng cái block nào á thì nó là nó hơi personal, nó chủ quan lắm, nên em hiểu được cái chuyện này. Chính xác. Nhưng mà tại sao phải nói như vậy? Tại vì từ cái cách suy nghĩ của em sẽ quyết định cái hành vi của em là em sẽ làm gì với cái Bitcoin, em sẽ làm gì với cái Ethereum. Đấy. Và từ đó mình phải làm những cái bước gì 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 nữa, thấy không? Đó, thì mặc dù mình đi ở đây là tâm linh, tại vì nó chủ quan mà. Đấy, thì phải phải trang bị những cái khối kiến thức rồi những cái bước mình phải làm tiếp theo để mà mình ok đặt để nó làm sao cho nó gọi là mình không có bị hụt hẫng. Rồi, ok, cái tiếp theo nữa là cái decentralized app. Cái này thì em có any idea về nó không? Hồi nãy á, em không biết em hiểu đúng hay không. Tại vì thật ra là hôm nay là lần đầu tiên em nghe được cái term này luôn. Nên là nên là nếu mà em á, em định nghĩa nó thì nó là cái mức mà giống như là nice to have. Có nghĩa là mình muốn mạo hiểm thì mình gọi là sao ta? Mình nhảy vô, còn không thì thôi. Em hiểu vậy không biết đúng không nữa. Mình phải nói ra như vậy để cho cái đầu nó bắt đầu cái neuron nó bắt đầu hoạt động, rồi bắt đầu mình mới có những cái gọi là cái lập luận tiếp theo. Em Tại thấy vì là anh để nói đi, nói hồi nãy anh nói là lúc mình đi centralize thì mình phải đi với những cái đồng coin đó để mình earn more money. Đúng không ạ? à, cái này thì không đúng rồi. Đi phải decentralize ở đây á là nó mang tính chất nó hơi lý tưởng hóa ha, chứ không phải là mình phân tán cái nguồn vốn của mình. Cái đấy gọi là portfolio management. Ok, thì để anh giải thích thêm xíu nữa. Em thấy là anh để cái decentralized app với lại iPhone đó, nó cùng hàng với nhau. Decentralized app là application đúng không? Trên cái iPhone của em á, nó sẽ có rất là nhiều app đúng không? Mình sẽ chạy trên nền iOS, mình sẽ chạy Facebook rồi tất tần tật bla 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 gì đấy. Thì những cái app mà em đang xài trong cuộc sống hàng ngày của em gọi là centralized application. Ok, tất cả những cái data đó của em sẽ được gửi về cho Microsoft, gửi về cho Facebook, gửi về cho Google. À, thì đây là những cái ông lớn, thì centralized data warehouse bla bla bla. Ok,
những cái người mà đi vô crypto á, họ thích cái term decentralized, tức là em đọc sau này em đọc về tokenomics của những tất cả các cái coin á, keyword mà em phải thấy trong đó là decentralized application, decentralized coin, decentralized technology, bla bla bla. Tại vì sao? Tại vì cái data của em bây giờ nó không có nằm ở trong một cái server ở đâu đó trên một cái đất nước nào đó, trong một cái công ty nào đó nữa. Nó sẽ nằm ở trong cái chỗ mà em giao dịch, tức là em có một cái app trên điện thoại của em, thì cái app đấy nó chứa toàn bộ dữ liệu hoặc là nó chứa những cái phần gọi là đủ lớn để có thể một cái người kế bên em chẳng hạn, họ dùng cùng cái decentralized app đó, em với họ là cùng quyền với nhau, chứ không phải là cái điện thoại của bên người kia họ có nhiều cái thông tin về một cái coin, một cái token nào đó. Ok, anh sẽ show cho em một cái ví dụ. Em có biết cái đồng Pi của Việt Nam, cái đồng Pi mà mấy bạn ở Việt Nam hay thần thánh hóa không? Dạ biết. Ok. Nó đứng rồi ta. Ok. Thì cái anh đang show trên màn hình của anh á là một cái Pi node. Tức là anh cũng là một trong những người gọi là ok, tôi muốn làm cái gì đó với đồng Pi này. Nhưng mà tại vì Pi bây giờ ngoài cái giấy trắng ra, tôi không thấy có một cái ứng dụng nào hết, chỉ là một cái sản phẩm gọi là ở cái giai đoạn phôi thai thôi. Nhưng mà cái mình thấy ở đây là gì? Cái anh đang chạy ở đây á là một cái node. Một cái node này của anh á là hiện giờ trên máy tính của anh là anh đang có từng này node, tức là có từng này data trên máy tính của anh. Ok. Một cái bạn khác ở đâu đó trên thế giới, họ cũng chạy một cái Pi node. Thì cái node đó của họ cũng có đúng từng này cái block trên máy của họ. Đó. Thì đây là cái idea của decentralization, mỗi người đều sở hữu một phần hoặc là tất cả của hệ thống ha, chứ nó không nằm trong server của ai hết. Nên nếu mà cái máy tính của anh bị hack ha, máy tính của anh bị compromise, thì những tất cả những người còn lại trong hệ thống á, họ đều có data hết, họ sẽ verify lại, một khi cái máy của anh làm cái gì đó mà nó khác với hệ thống thì tự động họ sẽ shutdown nó ngay, họ không có, tức là cái transaction của anh nó không có validate. Ok, cái này là một trong những cái idea và nói chung là nói sao cho nó nghe hay ha, nhưng mà gọi là layman term á, nó hơi phản động chút xíu, tức là tôi muốn tự do, tôi không muốn bị ràng buộc bởi tất cả một cái gì hết. Đấy. Make sense không? Make sense, make Yes, đây là lần thứ hai em nghe đến cái thơ này. sense. Yeah. Nhờ giờ nghe này là dễ hiểu nè, dễ hiểu hơn xíu nè. Em có đi du học bao giờ chưa? Dạ, chưa luôn. Ok, nói vậy. Ok, em có gửi tiền từ thành phố Hồ Chí Minh đi đâu đó chưa? Đi ra Hà Nội chẳng hạn. Dạ có gửi đi nước ngoài. Ok, gửi đi ngoài càng tốt nữa. Em cần có những cái giấy tờ gì để em phải gửi đi nước ngoài? Chứng minh thư. Ok. Dạ. Tiếp đi, tiếp đi. Chứng minh thư anh, xong mà bank bank account của người nhận. Dạ. Rồi. Thì nói chung là anh đang share trên màn hình đó là phải có bèo bèo nhất cũng phải bốn bốn bước đúng không? Em phải đi ra ngân hàng, em phải có một cái ID đúng không, rồi có ID người nhận, Dạ đúng rồi sau rồi. khi đó em nhận cái biên lai like của ngân hàng nói là giao dịch của bạn ở ngân hàng của tôi xong rồi, nhưng mà bạn phải chờ ở bên kia đúng không, chờ nó confirm, chờ cái nó gọi là cái từ remittance đó. Anh không nhớ nữa nữa đó. Xong rồi em chờ, ví dụ như hồi xưa anh đi học á thì anh chờ đâu khoảng ít nhất cũng phải 2 ngày năm nay vậy đó, nhưng mà nói chung mình làm số nó nhỏ nhỏ cho đẹp xíu, để 8 tiếng thôi. Nhưng mà ở crypto là gì? Quên, sorry, step back. Thì cái giao dịch ở bank á là từ em tới bank,
Bank nó sẽ liên lạc với cái một cái hệ thống gọi là Global Payment System, có thể là Visa, có thể là Master, hoặc là hình như nó có ba công ty lớn nữa mà anh quên tên mất rồi. Đấy thì Union. Western Union, không, Western Union vẫn là third party nha. Western Union vẫn phải chuyển tiền vào thêm một một bước nữa rồi mới qua ngân hàng bên kia, ngân hàng bên kia xử lý rồi mới đưa xuống người nhận. Tức là cái đoạn mà ở giữa nó gọi là centralized, ok, thì những cái gì em làm là họ biết hết. Nhưng mà ở góc độ crypto là sao? Ví dụ sau này anh gửi tiền cho em đi, anh sẽ bỏ hết tất cả các bước đó, mà mình chỉ làm gì, anh đăng nhập vô sàn, anh chỉ cần hỏi em địa chỉ ví của em là gì, em sẽ đưa cho anh một cái chuỗi hình như là 12 ký tự thì phải. Đấy, xong rồi anh make sure là cái đồng coin mà anh sẽ gửi đó, nó là cái token loại nào, tại vì cái này để mấy lớp sau đi, thì phải giống như là gửi tiền đô nhưng mà tiền đô loại 1 đồng hay tiền đô loại 100 đồng, nó ná giống vậy đó. Đấy, Mình xong rồi xong rồi sau đó em chờ thì ở đây anh để là tối đa luôn là 8 tiếng ha, chứ không cần phải lâu nữa là em đã nhận được luôn. Thì cái giao dịch này á là sao, ai cũng thấy được hết, chỉ cần tức là lúc anh hoàn tất giao dịch bên anh xong ha, anh đưa cho em một cái gọi là chờ anh chút xíu. Anh chỉ cần đưa cho em một cái gọi là cái này, ok, ví dụ thôi ha. Anh nói anh gửi cho em cái này, anh nói vâng ơi em chờ khoảng mấy tiếng đi, xong em vô chỗ này nè em check, thì em sẽ thấy được là em có anh gửi cho em bao nhiêu tiền rồi này kia, rất là gọn gàng luôn đó. Người ngoài cũng thấy được nhưng mà không họ không biết là ok ai gửi cho ai, tại vì cái ví này nè cũng là một bùi nhùi số, ví này cũng một bùi nhùi số, thì nó giữ được cái tính riêng tư cho em, nó cho em cái freedom là em muốn làm gì em làm, em có tiền thì em gửi thôi. Đấy thì cái concept đó gọi là decentralization, mình dựa trên những cái công nghệ của blockchain. Ok. Em hỏi lại một cái hỏi này, chắc là tại vì do cái kiến thức của em nó còn bị lói mòn tại vì Tiếp tiếp em nè, anh đi khỏi Việt Nam khá lâu rồi ha, nên là anh không câu nệ cách nói chuyện ha, nên là em cứ quăng thoải mái, không cần phải nói là tại vì em không biết hay là này kia, cứ cứ hỏi thôi. Ok, những cái đó mình có thể là mình giao dịch trực tiếp không qua một trung gian, thì theo như lối mòn của em vẫn suy nghĩ là mình vẫn phải có những cái record, những cái transaction đúng không ạ? Thì những Đó. transaction đó có nghĩa là nó không lưu lại trên một cái central nào hết, mà nó lưu lại every user đều thấy cái đó luôn hay sao anh? Có nghĩa là ví dụ như là mình chuyển tiền đi thì ngân hàng sẽ có là người có những cái information về những cái transaction của mình, nhận chuyển gì đó đúng không ạ? Còn Đúng. bây giờ mình làm ở đây mình không có một cái central, một trung tâm dữ liệu nào hết, mà mình có thể chuyển từ Ok. A B B đến C gì đó, thì những cái transaction information đó nó lưu ở đâu, hay là nó public trên nguyên một cái chuỗi blockchain đó, là every user đều có thấy những cái transaction đó, chỉ có điều là không thấy chi tiết thôi. Đúng, every user là thấy hết của em, chỉ không biết là ai gửi cho ai rồi, tức là những cái personal information của em á, họ không biết được. Ok, còn lưu trữ ở đâu á thì giống như ở đây á, là anh show cho em một cái website ở đây, thì cái mà em đang hỏi á, nó sẽ là một cái mảng gọi là gray area của blockchain. Tại sao anh nói như vậy? Để anh show lại cho em một cái này chờ xíu nha. Đâu rồi ta? Ok, anh show cho em cái này, anh thấy cái này không? Ừ, dạ thấy. Ok, thì
thấy cái số lượng transaction này khá là ấn tượng, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy có 9 9 transaction một giây thôi. À, mình nhìn thấy cái số này thì nó không có được impress cho lắm. À, tại sao anh lại nói như vậy? Để anh show cho em cái này. À. Thấy chưa? Ok. Hiện tại á, blockchain, cái tốc độ xử lý của blockchain á tương đối là chậm. À. Lý do tại sao chậm? Tại vì mỗi người họ đều sở hữu một tí, và mỗi người gọi là contribute một chút xíu vô cái hệ thống của blockchain. À, nói contribute một chút xíu ở đây nghĩa là gì? Tức là nếu cái máy tính của tôi mở thì tôi sẽ dùng cái resource máy tính của tôi vô để mà hỗ trợ hệ thống xử lý transaction đó. Nhưng mà ví dụ như tôi bị cúp điện, hoặc là tôi không thích mở nữa, tôi tắt đi, thì tự nhiên hệ thống nó bị sẽ giảm xuống. Tức là nó sẽ dựa vô cái số lượng người mà chịu contribute vô hệ thống. Đó là lý do tại sao em thấy bên chỉ có chín thôi, một còn bên này tới 24.000. À, mà hàng 24.000 này là thằng central transaction. Ok, mà muốn nhanh á thì phải lưu trữ ở đâu đó, lưu trữ trên server bla 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 này nọ này kia. Đấy, khi em hỏi lại khi cái câu hỏi của em là cái data này của em lưu trữ ở đâu, thì tại vì mỗi người lưu trữ một chút xíu thì nó sẽ ở trong máy điện thoại của anh, sẽ ở trong máy tính của Chloe. Đấy, mỗi người một chút đó. Và vì cái lý do là chậm như vậy nên một số cái token về sau này á, và mình sẽ thảo luận hơn nữa, là họ họ cheat, họ cheat cái chỗ này chút xíu. Thay vì họ phải cần 100 người để tăng tốc độ hệ thống lên tới mức này, thì họ đi mướn một cái công ty Google. Ví dụ như Google thì sẽ cung cấp cho em dịch vụ cloud computing đúng không? Họ đi thuê cái đó, thì họ đi thuê cái máy chủ ở đấy, thì thay vì phải dùng 100 người thì bây giờ mình chỉ cần dùng 50 người thôi. Ok, thì cái hình thức làm như vậy á, vô hình chung thì mình lại shift ngược về centralized blockchain để mình cải thiện tốc độ đó. Nên là trong cái câu hỏi của em là data của em nằm ở đâu, nằm lại đi về Google hoặc là cái service provider của chỗ đó, hoặc là những cái công ty họ cung cấp dịch vụ về về blockchain đấy, thì là họ thì cái data của em sẽ nằm ở đây. Ok, Ừ, em hiểu rồi. Concept của rồi nó giống như torrent gì đó anh. Đúng không ạ? hả, anh nghe không được cái từ đó. Cái torrent nó có nghĩa là tất cả mọi người theo cái kiểu mà sharing á. Thì nếu mà sau này nhiều người, em hiểu là sao, sau này nếu mà nhiều người cùng sử dụng cái này luôn, thì cái tốc độ lưu, cái dung được dung dung lượng lưu trữ và cái tốc độ transaction nó sẽ càng cải thiện. Dắp dắp chính xác. À, mà sao em biết BitTorrent vậy? Dạ tại vì chồng em xài. Chồng em đào phim Hàn Quốc cho em coi đúng không? Nè quốc. Ok. Yeah, BitTorrent, tức là hồi xưa đó, đời của anh là BitTorrent nè, rồi cái gọi là bit bit này này kia đó, là hình thức đấy. Vì sao BitTorrent phát triển lên cái mình gọi là cái gì là Interplanetary Network Storage, tức là từ BitTorrent đi lên đó, là đều nằm trong đó. Và một cái blockchain bắt buộc phải có cái này luôn, tức là nó là một hình thức na ná của BitTorrent. Mình sẽ nói một chút xíu cái đoạn đó ở bài tuần tới, nói chung cũng không có nhiều đấy. Rồi cái cuối cùng thì quá dễ rồi, cái cuối cùng là NFT. NFT này á thì nổi tiếng nhất, dễ dễ Google nhất là cái ông nghệ sĩ tên là Beeple này. Ông này tính ra là một nghệ sĩ xoàng, nhưng mà không biết là do thổi hay là có đại gia chống lưng hay sao đấy, thì tất các cái tặng một số tác phẩm của ông này được bán ở trên cái sàn OpenSea. OpenSea là một cái sàn chuyên bán về NFT, tức là NFT là viết tắt của Non Fungible Token. Đấy. Nôm na cho dễ hiểu, nó chính là mấy cái tác phẩm nghệ thuật
Nhưng mà cái NFT này cũng khá là non trẻ, nên là hiện giờ mọi người đang cố gắng tìm một cái gọi là cái usage hoặc là use case của NFT. Họ lái một chút xíu, chẳng hạn như mấy bạn mà biết thiết kế về architecture chẳng hạn, các bạn thiết kế một cái ngôi nhà này, xong rồi tất cả cái detail đó, xong các bạn có thể đăng ký cái bản quyền đấy của các bạn trên cái gọi là cái NFT. Ở đấy cũng là một cách gọi là usage, thì vô hình chung cái đăng ký đó nó xác nhận được danh tính của bạn, cái độ xác thực, tức là tại vì một khi post lên trên đó thì mọi người đều thấy ok cái anh này vẽ ra cái bản này, như vậy tất cả những người về sau mà vẽ những cái bản mà có hình thức na ná giống như vậy họ vi phạm bản quyền đấy. Thì đó là một cái use case thứ hai của NFT. Thì đoạn này nói chung là một những cái khó nhằn của blockchain luôn, tại vì khá là highly manipulated, chẳng hạn như có những cái NFT về gì ta, membership của cái club gì đó anh không nhớ nữa, nhưng mà anh có một số cái PowerPoint trong mấy bài sau về cái này, họ bơm giá một cách kinh khủng luôn, xong rồi bây giờ giá rớt rồi mọi người lấy những cái này để gọi là đi vay đi thế chấp, xong rồi thị trường crypto nó rớt nên là mọi người đều chao đảo, nên là cái khoản này cũng có khá nhiều cái gọi là cái chuyện bên lề để mà mình tám thôi chứ không có học hỏi, không có kiếm job được từ cái đó ha. Ok rồi, cái chạc này thì là cái learning journey ở đây á, những cái box này ở đây nó chỉ đơn giản là để cho mình gọi là có một cái gì đó để nói thôi, chứ không phải là một cái gọi là solid workflow hoặc là một cái solid journey nữa. Thì theo như anh thấy em đã có đụng tới cổ phiếu này nọ này kia rồi, thì em đang ở đâu đó và em cũng bị ra đảo nữa, nên là em đâu đó ở nằm trong cái box gọi là quản lý cảm xúc đúng đúng không? Dạ Ok, thì anh hiện giờ cũng đang ở trong cái này. Còn những cái bước tiếp theo đó thì mình ở trong thị trường càng lâu thì mình sẽ đi như vậy. Rồi, bên crypto á nó có những cái term khá là vui, nó dính dáng tới hải sản, như là phía dưới bên tay phải mình đang show cho em nè. Cái từ retail investor ở đây nghĩa là gì? Retail đó là những người gọi là nhỏ lẻ. Ví dụ như cỡ như anh đó, anh là retail. Anh hiện giờ anh đang nằm ở trong này nè, anh chỉ là được con này cũng được gọi con cua nữa, con còng. Anh là nằm ở đây đấy. Và những người nằm ở trong góc này thường là ra đảo nhiều, nên là giống ông này nè. Còn những người tiếp theo ở đây, ok, nếu em check background của anh hoặc là em check website bên công ty của anh á, thì đây là sếp trực tiếp của anh, đây là thằng bạn của nó ha, và đây cái ông ở ông này cá này nè, là ông này là giám đốc của bên team của anh, và ông này là chủ của công ty. Thì trong cái crypto này nè, sao ta, nó gọi là lầy đó em, tức là những cái người trong cái lĩnh vực này á, một khi họ đã có một số cái thành công nhất định thì cái behavior của họ rất là bullish ha. Bullish ở đây đó, nó gọi là dịch 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 nó hơi cọc cạch chút xíu, gọi là khá là kiêu, nên là họ thường show cho mọi người biết là trong túi tiền nó có bao nhiêu. Đó là lý do tại sao anh biết mà anh bỏ họ vô những cái box như vậy, ok, chứ không phải là như người Mỹ chẳng hạn đi. Người Mỹ họ rất là kín tiếng, họ không có muốn show là tao có được bao nhiêu tiền này này kia, ok. Thì anh này là chuyên gia đi về investment, tức là cái cách anh này đầu tư á, giống như em hỏi lúc đầu á, là ok làm sao bây giờ để đầu tư, cách ví dự án này nọ này kia, rồi cách mình suy nghĩ như thế nào để biết cái nào có lợi cái nào phải tránh xa, thì cái anh ở dưới này là anh làm cái đó, ok. Và cái hình thức mà anh này ảnh gọi là kiếm tiền cho công ty á, nó cũng khá là giống so với Việt Nam ha, tức là đánh nhanh thắng nhanh chứ không có ôm lâu đấy. Trong trong crypto thì hay gọi là pump and dump, tức là mình mới vô project
tức là những cái người mà tức là những cái project mà anh này invest vô á, thì mình có một cái gọi là market making ha, nó gọi là mình gọi là MM, họ sẽ bơm giá lên. Thì bơm giá lên này á thì nó gọi là tại vì thị trường mình bị highly manipulated luôn, nên nếu em có đặt lệnh đó em cũng không có bán được nữa đấy. Anh chứng kiến được cái cách anh này làm việc một lần rồi nên là cũng nói chung là khá là lầy đấy. Thì những người trong cái hệ thống này á, họ đều làm như vậy hết, nên đối với những người retail investor á, thường là bị thua thiệt, là thường là đu đỉnh nhiều hơn là kiếm lời được ngay những cái thời điểm mấu chốt quan trọng á, mình không có kiếm được, nên mình phải ở cái vị thế gọi là đầu tư dài hơn một chút, dựa trên những cái bước sóng của thị trường lên xuống thì mình mới ăn được. Ok, rồi ở đây là cái journey của anh. Ok, và đây cũng là một trong những lý do anh mới hơi hơi tự tin xíu đứng lớp. Tại vì sao? Nếu một người mà bước vô thị trường mà chưa đi qua được ít nhất là hai cái giai đoạn ha, thì không thể nào và có cái gì để nói được, và nếu không có bỏ tiền thiệt xuống để mà đầu tư á, thì cũng không có cái gì gọi là có cảm xúc đó để mà share hết đấy. Thì ở cái box đầu tiên anh share với em á, là cái năm này là năm ngoái lúc anh mới vô luôn, thì thị trường cực kỳ vui luôn ha. Hết cái đoạn này á thì anh may mắn là anh nghe lời vợ. Ok, tại cái đoạn này anh kêu ok mình đi vay, đi vay đánh cho nó sướng, thì kiếm tiền quá dễ luôn. Lúc đó tài khoản của anh là mua được một con BMW ha. Ok, nhưng mà ok mình skip đoạn đó, mình không vay không gì hết, mình đi theo, tức là mình qua một chu kỳ thứ nhất là đi xuống cho tới khoảng giữa tháng 7. Giai đoạn này là Elon Musk là làm gì ta, làm sóng gió thị trường nè. Ok đấy, rồi sau đó từ đó tới cuối năm á, thì tất cả các cái KOL rồi tin tức báo đài sẽ hứa gọi là hứa lèo cuối năm, ôi cái này hay lắm, cuối năm chúng ta sẽ lên này nọ này kia, nhưng mà cuối cùng sau đó là sao, đi xuống. Thì ở cái giai đoạn này anh may mắn là anh bắt đầu anh tách portfolio của anh ra, tại vì lúc đó là tính ra anh cũng được khoảng 9 tháng vô thị trường, thì bắt đầu mình học cái bài rất là basic luôn là phải phân bổ portfolio. Tại vì portfolio lúc đầu của anh á là 90% là cái coin gọi là coin rác của sàn á. Đấy, sau đó anh tách ra, anh tách qua một phần BTC với lại Ethereum. Ok, rồi sau đó mình sẽ được nằm luôn trong cái giai đoạn gọi là quản lý cảm xúc nè, anh code cùng màu hết ở đây là nó đi xuống tới đây luôn. Xong tới đoạn này á thì công ty anh bị dính cái vụ cái công ty Babel rồi Circle. Em đọc tin tức thì em sẽ thấy bên anh bị thất thoát khoảng 50 triệu đô la. Đấy, thì trong giai đoạn này tài khoản của anh là bị khóa. Nhưng cái tài khoản của gần như là toàn sàn của anh bị khóa luôn, nên là mọi người có một cái cảm giác rất là khó chịu ha. Thị trường vừa xuống rồi tiền không rút ra được, nói chung là công ty cũng khá là tan hoang luôn. Đấy, thì đây là một những cái cảm hứng mà để anh đứng lớp share cho mọi người, để mà mình có thể gọi là thấy được cái sự gọi là nói chung là khá là đáng sợ của crypto này ha. Đấy. Anh có một cái YouTube channel nữa, thì cái lúc anh làm YouTube ở đoạn này nè anh tự tin lắm em. Bữa nào đưa cho coi cái đoạn này, lúc đó mình đứng mình nói hả, trời ơi tài khoản đứa còn xanh lắm, bla bla bla, giờ anh im luôn đó, tới giờ không không có làm nữa. Ok, cái screenshot Rồi. bình thầy Anh cho ở tụi đây anh em đi. cái YouTube đó đi anh. Em rất là tò mò để coi cái YouTube đó. Để anh gửi link qua hết lớp đi. Ok, bên phía bên tay trái là người thật việc thật nha em. Cái này là bạn của bạn anh, em thấy là mất 21 tỷ. Ok, người 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 Việt nha. Cái này là bạn của bạn, xong còn bạn mà trực tiếp với anh á thì tại vì nó chơi trong cái nhóm của anh thì nói chung là mấy thằng cũng nói chuyện qua này nọ này kia, mà thằng này rút khỏi thị trường lâu rồi, cái tự nhiên đi chơi chung với bọn anh cái nó bỏ tiền xuống, nó bỏ vô 20 triệu, bỏ vô 20 triệu sau 3 tuần gần như là mất trắng luôn. Ok, tại vì sao? Đó là tại vì cái con Luna này,
Nhầm, con Mười mấy Luna. người với con Luna này. Yep, Luna, Terra, ha? Là hai cái keyword của năm nay, năm 2022 này, tại vì nó lớn một cách kinh khủng luôn, nên là nó quánh banh chành thị trường luôn. Ok, và tại sao lớn thì em thấy cái chart này ở đây rồi. Cái chart này là chart giá của đồng Luna ha. Cái ngày mà anh mua, nói chung anh cũng có một con Luna, nhưng mà anh mua có hai đồng thôi, tức là anh chỉ mất 100-200 đô thôi, nó cũng không sao hết. Anh vô lúc ở đây, anh vô lúc 112 đô, sau đó là nó tụt xong kề, nó đứng hình giống như là nó bị chết lâm sàng luôn ở đây. Thì cái đám bạn mà anh chơi á, là nhiều thằng nó thấy ù nó rớt như vậy thì phải kiểu nào nó cũng giật lên cái, nên bay vô định mua rồi là bắt đáy, ăn ăn ăn, ai ngờ bắt đáy sau cái nó chết luôn, nên là một bài học khá là đau thương cho tụi anh đấy. Nên phân bổ cái portfolio của em là một trong những cái gọi là chiến lược khá là quan trọng, là chiến lược thứ hai ha. Chiến lược đầu tiên vẫn phải là chọn chọn mặt gửi vàng, mà thậm chí chọn mặt gửi vàng trong trường hợp này đi nữa cũng khá là gọi là mình bị bất ngờ luôn á, tại vì Luna với lại cái đồng USD T mà USD Terra của nó đó là nằm trong top 20 của thị trường luôn mà nó vẫn rớt. Như vậy là những cái safety measurement của em lúc mà nếu mà em làm bài tập phía sau á là nó banh hết luôn, mình không ngờ như vậy. Đấy, nên là mặc dù làm bài tập này nó đi kia vẫn chết. Okay. Rồi. Ở đây là learning tree của data analyst. Learning tree data của analyst là gì? Là ví dụ như anh hiện giờ là chỉ là data thôi ha, mà ví dụ sau này anh muốn kiếm thêm tiền anh phải đi những cái bước tiếp theo nào, thì trong đây anh có để là Python nè, là có thể code trên tức là Python là programming language, thì nó sẽ có những cái library cho em để em xử lý trên blockchain, em có thể download thông qua một cái cổng API để em lấy dữ liệu của coin này là kia về. Đấy, Solidity là trên Ethereum ha. Em mai mốt em muốn viết smart, gọi mình có cái term gọi là smart contract á, thì mình phải viết trên Solidity, nếu mà em dùng coin là Ethereum. Đấy, thì phải biết những cái code này. Thì nếu em master được either Python hoặc Solidity á, thì em sẽ có hai cái hướng phát triển. Một là em become developer, developer theo giá mà anh nghiên cứu của châu Á, nói chung khá là bèo, thấy chỉ có 80.000 đô thôi. Trong khi đó ở châu Âu thì giá sẽ cao hơn là 150.000 đô. Còn blockchain data analyst tức là cái vị trí mà anh sẽ hướng đến cho mấy bạn này á là ở mức 80.000 đô. Ok. Và như anh Anh hỏi cái mức này á là anh đang nói của châu Á hay của Việt Nam vậy? Sao anh thấy Việt Nam bèo quá vậy? cái giá Ừ. này là giá gọi là average, mà average thì nó có một cái spending rất là nhiều. Em mention Việt Nam ha, thì Việt Nam lại là một cái khác, tức là mình làm sao đó tính về cái technology adoption của Việt Nam về blockchain á thì mình là top 10 nha em. Ok. Developer, những cái người mà viết viết contract cho blockchain đó, cho những cái công ty ở nước ngoài là từ Việt Nam mà ra ha. Tại sao họ chọn Việt Nam là tại vì nhân công rẻ, nên là những người đấy họ không có earn được cái mức 80.000 đô này. Nhưng nếu mà em đi qua Singapore hoặc là em đi những cái chỗ khác á thì bắt đầu em mới lên được cái ngưỡng này. Ok. Rồi. Và ở đây nữa, tức là cái slide này á thì anh reconfirm lại với em hoặc là với những bạn học về sau này là gì? Cái entry level của những người trong blockchain không phải là họ biết về blockchain, mà họ là những cái người mà cảm như nó na ná như là investor, những người có trí tò mò hoặc là những người chịu mạo hiểm. Thì ở hàng trên này nè là
các cái sếp bên công ty của anh thì hai ông ở phía bên tay trái họ là founder, ok, đặc biệt là cái ông thứ hai này tự nhiên chính trị gia rồi tỷ phú, thấy không, thì cái entry point của họ quá dễ luôn. Họ làm chính trị thì họ có thể dựa vào crypto để họ gọi là policy management đó, giống như Việt Nam cũng vậy. Ví dụ như mấy cái BOT mà đi qua tỉnh này tỉnh kia á, đều từ politics mà ra, thì blockchain cũng vậy, họ cũng có thể dùng, họ có thể thông qua chính trị để guide cái cách mà blockchain có thể áp dụng được trong cái thị trường như thế nào. Còn cái bullet thứ hai là billionaire thì quá dễ rồi, mấy ông này thì thừa tiền, ok. Nhưng behind the scene là gì? Ông này ổng đọc chạc được, ok, ổng đọc technical chạc được đó. Và ổng có những cái khoản đầu tư gọi là chấp nhoáng luôn, đi ra đi vô cực nhanh, nói chung là kiếm tiền từng khoảng 20.000 đô cho tới 100.000 đô trong khoảng gọi là thời gian rất ngắn, vài ngày thôi, thì ông này làm được, tại vì ổng có thứ nhất là connection, thứ hai có knowledge đấy. Và họ, những cái người như vậy á, thì họ sẽ chơi với nhóm, tức là họ sẽ chơi với lại cái anh boss hồi nãy của anh Châu ở cái chặt cá voi cá heo này đó ấy, thì họ sẽ cùng phân tích rồi họ đi như vậy đó. Còn ba cái anh ở phía bên tay phải ở đây á, là gì, thì anh technical này khỏi nói, là mà anh này cũng không biết code trên blockchain nha, anh này chỉ là engineer thôi, tức là họ code được trên Java, họ cái technical mindset họ có ở đó, họ cực kỳ logical luôn, là phải làm A, B, C, D như vậy thì mới ra được cái sản phẩm đấy. Nhưng mà blockchain thì anh này cũng ở tầm gọi là khá hơn cái ông CEO này chút xíu thôi đấy. Còn cái ông này thì ông này nghỉ rồi, ông này nghỉ khá là lâu rồi đấy. Còn ông đây á là ông sếp lớn bên anh đấy, thì ông này nhìn vô profile là gì, entrepreneur thì khỏi nói, consultant thì ok, là thuộc dạng ăn nói tốt. Rồi lawyer, lawyer thì cái industry của họ khá là conservative ha. Nếu mà em có quen một số người á, thì em sẽ thấy như vậy. Nhưng mà họ cũng bước vô crypto được. Và cái đặc điểm chung của tất cả những người này đều, họ đều tự học về crypto được. Họ không code được ha, họ không có gọi là blockchain analysis được. Nhưng mà cái cách họ nhìn một cái project có lợi hay không, cách làm sao gọi là ăn ăn được cái phần profit đó lớn và nhanh, thì tất cả những người này đều làm được hết. Cái logical ở phía dưới này cũng vậy ha, anh chỉ highlight cái ông này ở đây. Ông này nghệ sĩ, thầy giáo, là thấy hai cái title ở đầu là thấy nó hơi kỳ kỳ rồi đấy, nhưng mà họ vẫn làm ở đây và họ giữ những cái chức rất là cao luôn, CEO level, ok. Nên nên quay lại với cái task của mình á, là data analyst, thì hoàn toàn mình có thể tự tin mình làm được cái công việc của mình. Ok, còn cái slide này ở đây, từ từ để check coi mình. Ok, slide cuối cùng. Ok, cái slide này là những người ở gần hơn với mình, tức là gần hơn đối với anh á, tại vì anh là data thì anh sẽ kiếm những người cùng cái path là data, xem họ đi như thế nào. Thì có anh phía bên tay trái này ở đây, anh này là cùng làm team với anh luôn. Anh này guarantee không biết tí xíu gì về blockchain hết. Coding cũng thuộc dạng xoàng thôi. Nhưng mà in the end ha, anh này là làm CEO Thái Lan của cái sàn này, sàn này là sàn của Hàn Quốc. Ok. Rồi cái người này cũng vậy, người này là gì? Người này là nhân viên trực tổng đài trong những cái năm 2016, 2017. Nhưng mà tự nhiên sau đó bla 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 lên đây là cái head của customer service luôn. Ha, thì cái bạn này, tức là những người này, anh là anh personally know họ luôn á, thì ủa sao không biết gì hết mà đi vô đây? Thì đấy là một cái lý do là họ họ không cần phải biết nhiều, cái họ cần á chỉ là những cái entry point về mặt kiến thức thôi, sau đó là họ có thể gắn kết những cái kinh nghiệm của họ từ cái ngành này sang ngành khác và cứ thế họ đi lên. Và cái bạn này cái growth path khá là surprise luôn, qua tới UOB. UOB là cái bank của China, làm tới vice president luôn, thì cực kỳ surprise. Còn growth path của anh thì bèo hơn, ok, growth path của anh thì thuần thuần về data analyst đấy đó. Và đây là slide cuối của mình rồi, em còn có gì để hỏi không hay là có feedback gì không? Okay. Hôm nay em nhận được một
khối lượng kiến thức khổng nên là đến bây giờ em cũng không biết em học cái gì nữa. Ok. Nhưng mà rất là hào hứng, rất là interesting. At least là sau cái bài này là em có những cái keywords để em có thể mà search trên Google để em học hỏi thêm. Có thể là Ok. những cái mà em cần mơ hồ thì em có thể tự em có thể tìm hiểu thêm, còn nếu không thì em sẽ approach anh. Ok. Rồi vậy là bữa tuần sau có đi học nữa đúng không? Dạ, em vẫn theo lịch của mentor My. Ok. Dạ. Quan trọng là phải giữ giữ khách, giữ sinh viên đồ. Chứ mới buổi đầu cái nghỉ luôn được. Lạ lắm. Dạ. Ok, that sounds good. Bữa sau anh suggest gì ha, em chịu khó mở cam. Ok. Vâng ơi. Dạ em nghe. Bữa 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 sau chịu khó mở cam chút xíu thì bắt đầu qua phần lý thuyết á, thì lâu lâu anh phải liếc qua một cái để anh coi cái mặt của em, tức là cái biểu cảm trên mặt của em sẽ thể hiện được em có hiểu hay không. Còn lúc mà em tắt cam á thì anh chỉ nghe được giọng thôi, mà nghe giọng á thì có lúc đoán được là em không hiểu, có lúc thì hiểu không, tức là anh phải có hai cái input thì anh mới thấy được là ok mình đang làm cái gì nó đúng hay nó sai. Make Dạ, yeah, make sense. Dạ rồi. sense. Ok. Chịu Dạ. khó ha, chịu khó mở cam ha. Dạ, để tuần sau hay gì đó em set up lại cái máy với lại cái chỗ ngồi, tại vì nói chung là nhà nhỏ nên ra là di chuyển chỗ này chỗ kia tùm lum tùm la hết trơn á. Ok. Dạ. All right. Để Thank sắp you xếp được em. anh. Dạ, cảm ơn anh. Bye bye anh. Ok rồi, bye bye em.